Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của Evfin Việt Nam. Hôm nay tôi xin trình bày đến quý vị nhà đầu tư về phái sinh ạ. Thì phái sinh, bản thân của phái sinh đó là không có giá trị gì cả, mà giá trị của phái sinh sẽ phụ thuộc vào một cái tài sản cơ sở nào đó. Tài sản cơ sở ở đây có thể là gì ạ? Là cổ phiếu, là chỉ số. Ví dụ ở Việt Nam mình hiện tại đang có phái sinh là chỉ số VN30 đó ạ. Hay chỉ số về hàng hóa, ví dụ như là chúng ta mua hợp đồng tương lai, hợp đồng về vàng tương lai chẳng hạn, hay dầu tương lai, đó là gọi là hàng hóa, cao su vân vân. Thứ tư hay là tiền tệ, tức là chúng ta sẽ mua đô ở trong tương lai, đó là phái sinh tài sản cơ sở. Thứ năm là lãi suất. Khi phái sinh dựa trên giá cả của tài sản nên nó sẽ không có các quyền. Ví dụ như đối với cả cổ phiếu là quyền cổ đông, quyền chủ nợ thì đối với trái phiếu thì họ sẽ không có những quyền gì ở đó, mà họ chỉ ăn theo sự chênh lệch giá, giá lên hoặc giá xuống thì phái sinh sẽ tăng giảm theo giá của tài sản cơ sở. Kiểu thực hiện thì có hai loại kiểu thực hiện chính, đó là kiểu thực hiện dạng châu Âu và kiểu thực hiện kiểu Mỹ. Châu Âu tức là nếu như một hợp đồng kéo dài 3 tháng thì thời điểm được thực hiện hợp đồng, thực hiện chốt hợp đồng đó là tại thời điểm cuối cùng, là đối với dạng châu Âu. Còn đối với dạng Mỹ là nó sẽ có một khoảng thời gian trước đáo hạn, tức là anh sẽ được chốt hợp đồng bất cứ lúc nào từ một khoảng thời gian sau thời gian lock này, thì anh sẽ được chốt hợp đồng trong khoảng này từ A đến B. Và khi nào trong khoản này, khi nào cái hợp đồng biến đổi, giá tài sản biến động mà có lợi cho người cầm, thì người cầm phái sinh này được quyền thực hiện hợp đồng. Đó là Mỹ. Như vậy nhìn qua rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy rằng là Mỹ, kiểu thực hiện của Mỹ sẽ linh động hơn rất nhiều so với kiểu thực hiện dạng châu Âu. Và vì thế hợp đồng sẽ có dạng long và short. Dạng long là gì ạ? Long là chúng ta giữ vị thế mua, và short là giữ vị thế bán. Đối với vị thế long là khi giá tài sản tăng lên thì người giữ vị thế long sẽ được hưởng lợi từ mức giá thực hiện. Tức là khi khách hàng mua tại mức giá A này và tại mức giá thực hiện đang hold vị thế long này, thì khi mà thực hiện nó ở vị thế B, giá tài sản ở giá B, thì người long sẽ được hưởng lợi, tức là sẽ được hưởng lãi. Ngược lại đối với vị thế short, tức là nếu như giá tài sản tăng từ A lên B và nhà đầu tư giữ vị thế short thì họ sẽ bị lỗ một khoản, chính là B trừ A. Đó là sự khác biệt giữa long và short ạ. Trong phái sinh thì có 3 dạng hợp đồng chính ạ. Một là hợp đồng tương lai, hay còn gọi là future, tiếng Anh gọi là future. Thứ hai đó là quyền chọn tức là option, và Việt Nam hiện tại đang gọi là cover golden ạ. Thứ ba đó là hợp đồng hoán đổi. Thì đối với hợp đồng tương lai là lãi lỗ sẽ chưa xác định. Khi nhà đầu tư vị thế long sẽ xác định mua tài sản này tại một mức giá hiện tại, tại mức giá hiện tại là dạng hợp đồng tương lai. Và cơ chế bù trừ lãi lỗ là theo ngày. Ví dụ sau mỗi ngày giá VN30 chẳng hạn, đối với hợp đồng chỉ số hiện tại trên Việt Nam chẳng hạn, giá đầu ngày ở mức 980 chẳng hạn, 80 điểm. Cuối ngày VN30 xuống 970 điểm. Thì người giữ vị thế long sẽ bị lỗ 10 điểm nhân với cả 100.000, tức là lỗ 1 triệu. Thì lúc đó cái giá trị của vị thế long sẽ bị lỗ 1 triệu và họ sẽ buộc phải nộp thêm tiền vào để đảm bảo tính ký quỹ, để tính thanh toán của toàn bộ hợp đồng. Đó là hợp đồng tương lai. Hợp đồng quyền chọn. Hợp đồng quyền chọn tức là lỗ hay lãi, lỗ còn lãi sẽ là vô hạn. Đối với hợp đồng quyền chọn, lỗ sẽ được xác định trước bằng giá quyền chọn. Thì vừa rồi có cover golden đấy ạ. Đối với cover golden thì cũng chính là option, tức là chính là cái hợp đồng quyền chọn. Thì đối với cả cổ phiếu thế giới di động chẳng hạn, họ được mua tại giá 5.000 một hợp đồng. Thì tức là khi nhà đầu tư mua quyền chọn mua
mua quyền chọn thì ngay lập tức nhà đầu tư bị lỗ 5.000 rồi. Và sau đó nếu giá thực hiện tại 90.000 chẳng hạn. Đây cổ phiếu thế giới đậm. Giá thực hiện tại giá 90.000. Thế thì đến cái ngày đáo hạn hợp đồng, ở Việt Nam mình là đang thực hiện là theo cơ chế là châu Âu ạ. Đến ngày thực hiện mà giá cổ phiếu là 95.000 đồng. Ngày đáo hạn giá 95.000 đồng. Thế thì người giữ về thế lo đã là lãi 5.000 đồng, 95 trừ 90 là lãi 5.000 đồng, lãi 5.000 đồng. Nhưng họ bị mất cái chi phí quyền mua là 5.000 đồng. Như vậy là họ là hòa vốn. Nhưng trong trường hợp mà giá thực hiện cuối cùng là 98.000. Thế thì người giữ về thế lo cái lãi là 8.000 đồng trừ 5.000 đồng tiền phí và họ lãi là 3.000 đồng. Như vậy đối với dạng quyền chọn này là lỗ sẽ luôn luôn được xác định trước chính bằng cái phí mua quyền ạ. Tiếp theo là hợp đồng hoán đổi. Hợp đồng hoán đổi thì này sẽ là hoán đổi giữa tài sản này sang tài sản khác và họ sẽ tương đương với cả giống với cả hợp đồng tương lai, tức là lãi lỗ chưa được xác định trước. Tôi sẽ lấy ví dụ về hợp đồng hoán đổi lãi suất để quý vị nhà đầu tư hiểu rõ hơn ạ. Ví dụ thế này. Ví dụ tôi là doanh nghiệp A, tôi vay tiền là 1 tỷ chẳng hạn, 1 tỷ hoặc 10 tỷ đi, 10 tỷ và tôi phải trả cái mức lãi suất là lãi suất tiết kiệm cộng 4%, tức là lãi suất thả nổi cộng biên là 4%. Đây là hợp đồng. Thế thì trong trường hợp hợp đồng này, khi cái hợp đồng này đang làm thì cái lãi suất thả nổi đang là 6% chẳng hạn, tức là lãi suất tiết kiệm mà đang trên thị trường là 6%. Thì như vậy là ông A này, doanh nghiệp A này sẽ phải trả mức lãi suất tại thời điểm ban đầu là 10%. Nhưng anh doanh nghiệp A này sợ rằng là thời gian tới lãi suất sẽ tăng lên. Vì vậy, họ sợ rằng là họ sẽ không đảm bảo thanh khoản. Chính vì vậy họ mới muốn mua một hợp đồng hoán đổi lãi suất, tức là họ sẽ thay vì trả lãi suất thả nổi cộng 4%, họ sẽ kiếm một doanh nghiệp trung gian tài chính B nào đó. Trung gian B bảo anh A sẽ nói với anh B, B ơi, tôi sẽ trả cho anh lãi suất là fix là 11% chẳng hạn, 11%. Bù lại, B sẽ trả giúp tôi cho ngân hàng mà tôi đang vay là lãi suất thả nổi cộng 4%. Và khi B đồng ý, OK đồng ý thì vậy hàng tháng, hàng năm A sẽ phải trả cho B 11% và B sẽ phải trả lại cho ngân hàng mà A đang vay, đó là lãi suất thả nổi của 4%. Thì đây chính là một dạng của hoán đổi giữa tài sản này sang tài sản khác. Và Tuấn đã giới thiệu với quý vị đây là một ví dụ về hoạt động hoán đổi lãi suất. Vâng ạ, thì hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư về thị trường phái sinh. Hy vọng được gặp lại quý vị trong buổi chia sẻ tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.